Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông báo tiếp công dân tháng 4 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện luật tiếp công dân năm 2013, nghị quyết số 759 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 đến dự buổi tiếp công dân tháng 4 năm 2024. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo ban nội chính tỉnh ủy, lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, pháp chế, văn hóa xã hội và dân tộc, lãnh đạo các sở ban ngành, viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tòa án nhân dân tỉnh, thanh tra tỉnh, cục thi hành án dân sự tỉnh, tài nguyên và môi trường, xây dựng, tài chính, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, ông Hoàng Sĩ Bích, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà lạt và ban tiếp công dân tỉnh thời gian bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2024 tức thứ năm địa điểm trụ sở tiếp công dân tại lâm đồng số 29a đường hùng vương phường 10 thành phố đà lạt